VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc, đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam. Who is that? Hãy cho một cái tên. Em thích bài nào của anh? Em thích cái bài mà. Rồi xong. Ai, vậy thích dữ chưa? Em thích cái bài là bài ngủ một mình. Có chừng lộn qua hiếu thứ hai nha bà. Có thích lộn anh không? Em cái anh mà em thích được cao không? À, hái thứ hiu. Anh là cái anh mà hay bị rớt miếng. À, cái gì chắc anh? Ủa? Em trai trời. Chối gì nữa giờ? Em hay rớt miếng lắm em trai. Đúng không? Rớt nhiều nhiều. Em đâu có quăng gì, em không quăng nó cũng tự rớt nữa. Trời đất ơi. 10 điểm, 10 điểm. Hôm nay đúng nghĩa là 10 điểm không nhân nha. Rồi có rung động với bé ông nhà chúng tôi chưa? Anh có rung lại nữa. Thật sự là sau cái màn vừa rồi thì em nghĩ là phải mời Nikki vào trong để nghỉ ngơi thôi. Em không kiểm soát được ông này nữa rồi. Sợ quá. Cảm ơn một lần nữa với sự hỗ trợ em rất là nhiều. Bye bye chồng yêu nha. Trời ơi. Dễ thương quá rồi. Trời ơi quá trời. Nhà khó hết trăm năm của chúng ta nha. Bây giờ chủ đề ngày hôm nay nó chính là chủ đề OTP. OTP. Đẩy thuyền để ơn rồi đó. Ví dụ như trên mấy show thực tế hay có mấy cặp OTP mà mấy fan hay đẩy thuyền với nhau đó. Chị Phương với anh Isaac nè. Đúng rồi. Thuyền riêu nè. Nếu mọi người đẩy vui vui thế thôi. Để qua đẩy lại thuyền nọ thuyền kia là có mấy cái thuyền liền. Thì cũng em bự lắm, đẩy đi nhanh. Thì cũng thuyền tí thôi, thuyền. Gọi là vui văn nghệ cho chương trình. Anh Thành có... không được, anh có gia đình rồi. Trước khi có gia đình là thời trẻ của anh đó. Anh thì chỉ có nhu cầu đẩy thuyền người ta thôi chứ ngoài đẩy thuyền anh hết trơn á. Tại vì tôi không phải giống như những cái người khác là người ta hay e ấp hay người ta yêu ai người ta không dám nói. Anh Thành không có đẩy, anh là hải tặc nha mọi người. Anh chỉ cướp thôi. Tôi đúng là cướp biển thiệt á chứ. Anh là cướp trái tim người ta liền luôn đó. Trời ơi quá trời. Có bao giờ mà anh vô một cái trường hợp mà dù anh tỏ tình với người ta mà người ta nói em không biết nữa, cho anh thời gian suy nghĩ được không? Có đó. Anh xử lý sao? Hồi xưa có một mối nhỏ nhỏ, quý vị nghe đừng nói ra nghe nha. Em hứa bảo mật. Cũng một người trong nghề nổi tiếng luôn đó. Tôi nói thích tôi không? Quen không? Không. Tôi nói vậy thôi là đứt luôn tới giờ. Tôi nói là cái người kia nhiều khi người ta biết người ta là ai đó, nhưng mà tôi không nên nói. Không, nhưng mà quan trọng là tụi em muốn biết người đó là ai. Bí mật mà. Thì đằng nào anh cũng bảo không nói ai biết này. Thì mấy người ở đây biết thôi. Nổi tiếng. Mấy chữ cái. Mấy chữ tên hai chữ. Anh Đức. Lại là cái tên đó. Ca sĩ, diễn viên hay là... Ca sĩ luôn đó. Anh Đức đi hát à? Anh Đức hát không? Không, bà còn rém hỏi. Cái gì bà? Bà đẩy cái thuyền đó chứng tỏ. Thôi, lướt đi, nó biết tới đó thôi. Khán giả, quý vị hãy comment cho tôi biết tên nữ ca sĩ đó là ai. Kèm đến số người dự đoán y như bạn. Chúng tôi sẽ có một món quà đến từ vị trí anh Đứng Thành. Một chiếc đồng hồ mới cho một sợ của anh. Sao mai hậu Bích Vương nhưng Bích Vương như cây khô vậy? Em vừa mới nói Isaac. Đúng rồi em, mai chia sẻ Isaac đó. Mai mới có mỗi một người đẩy. Có đẩy không? Bao giờ lấy chồng từ năm 2015. Cái kiểu Isaac là cái kiểu vui vui thôi. Còn cái kiểu đẩy thiệt kìa là có ai không? Thì là phải có từ cái vui nó mới đến được cái thật. Có cái vui nào? Ôi trời ơi. Ngày mai sẽ có một cái tiết Bích Vương thích những cái vui thành thật. Mình cũng phải có process hết rồi. Còn tiền sao à? Có cái thuyền nào riêu riêu và em đẩy. Ủa sao bỏ em vậy? Cuộc đời em ai đẩy thuyền em trơn á. Ủa, người ta chuẩn bị nguyên bài diễn văn. Tiên mọt sách là một. Ngày xưa đi học không gia đình không cho nó yêu. Và tôi thấy là yêu chừng 2-3 người xong lấy chồng luôn tới giờ. Trời ơi. Cái tình trường nó gọn gàng lắm quý vị. Sai bé mà anh hỏi em đi. Hỏi không? Tha thiết được hỏi luôn. Không hỏi. Thôi cái hỏi tình trường chán nản không nên hỏi. Thôi anh hỏi. Cho mấy cơ hội đi. Cho mấy cơ hội đi. Anh hỏi đi. Dạ. Sao anh hỏi gì ạ? Tiền thì sao em? Dạ. Tiền. Chị em đứng không nổi rồi nè. Mà bây giờ nè, hit quốc dân nè, hit maker nè, là tình trường là chắc là một sải mười mấy mối đó. Mấy quyển tiểu thuyết. Sao tiền? Anh Huy biết từ lúc em vô nghề tới giờ là 7 năm chưa bao giờ được ghép đôi với ai. Em chưa bao giờ được OTP với ai.
chưa một ai. Bởi vậy nó mới có nhiều bài hát thất tình như vậy. Nó cũng có OTP nhưng mà mấy cái mà one time password ngân hàng gửi để nó thanh toán tiền cho người ta đó. Tiền khiêm tốn vậy thôi. Đúng chứ rồi. Thực ra là Tiên với lại Phương cũng biết lịch sử tình trường. Thôi mà thì ra cái 7 năm đó là cái 7 năm mà tự nghĩ thôi. 7 năm chia nhỏ sao? Mà nhỏ nhỏ nha. Nhỏ rất nhỏ nha. Rất rất nhỏ. Có khi là 7 người một năm không? Một cái khả năng. Em, còn em thì sao? Định lướt à? Anh bắt đầy. Thôi, nói nào ngay. Mọi người đã kể rồi, chẳng lý nào em giữ lại cho bản thân mình đúng không? Đúng rồi. Tự động đi. Xin mời hỏi về vị trí à? Tự động đi. Rồi. Biết mà không nói đó. Để thì Lê Dương Bổ Lâm hả? Một chàng trai rất nhiều những gạch đầu dòng của ông. Negif, đẹp trai, 6 muối. 6 muối không? Cute, nấu ăn ngon luôn. Giọng nói trầm luôn. Alo. Sao chua vậy? Bạn ơi, mình lại sấn sổ nữa kìa. Mình giữ khoảng cách một chút xíu nha. Ông ơi, tự trọng em ơi. Lại sấn sổ kìa. Sao nó giống như cục 500? Nó đi nữa kìa. Trời. Trời ơi. Có quen không mà? Ông giữ da đó, giữ da em ơi. Trời ơi, giữ da em ơi. Tự nhiên cái Negif ra cái là có định hướng lại liền. Lừa chúng tôi hay sao? Tự dưng anh Negif bước ra, mọi thứ trong em đều sáng tỏ. Ôi trời ơi. Trước mắt là đường đi cứ băng băng đi tới tôi đây. Sợ quá. Sao con ông này nó không tế nhị hết vậy? Anh coi gương mặt của ông lúc mà tiến lên Negif á. Em ơi, phải là kêu xa lên. À thế à, tại vì trước đây em không có kinh nghiệm cho nên là... Cho nên mới ế đấy. Em thích là bài của anh và giọng hát của anh. Em thích bài nào của anh? Em thích cái bài mà... Rồi xong. Ai, về thích dữ chưa? Em thích cái bài là bài ngủ một mình của anh. Coi chừng lộn với thứ hai ấy nha bà. Có thích lộn anh không? Em cái anh mà em thích cao không? Cái anh kia là cái anh hái thứ hiu. À hái thứ hiu. Còn anh là cái anh mà hay bị khớp miếng. Cái gì chắc anh? Thương em trai trời ơi. Chối gì nữa giờ. Em hay rớt miếng lắm em trai. Rất nhiều nhiều. Em đâu có quăng gì, em không quăng nó cũng tự rớt nữa. Trời đất ơi. Nói đầu ngay những cái gì mà ông thể hiện đó chỉ là một phần phấn khích của ông thôi. Kìa, phấn khích mà vậy rồi đó hả? Con bé nhà anh nó hiền lành nết na lắm, tứ đổ tường. Ê lâu bấy. Công chung luôn. Đi Gip, em thấy ông nhà anh sao? Ưng không? Em thấy cũng dễ thương. Trời ơi, dễ thương quá. Chồng. Tôi thấy của ông này nó không phải là đẩy thuyền mà nó là xe tải càng quét anh em ơi. Trời ơi, vậy. Rung động rồi anh ơi. Rung động bịch 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 rồi. Em hãy cố lên. Tất cả là của em, của em, của em. Ca khúc hai bạn lựa chọn. Em ơi. Nhỏ này. Em xin phép được giới thiệu bài hát luôn. Đặng lát nữa là đã nuốt luôn. Ca khúc mà vừa rồi ông Baby đã nhắc tên, đó chính là một sáng tác của Hiếu Thứ Hai và Negif. Ca khúc Ngủ Một Mình. Oh! Yeah. Wow. Oh my god. Ôi hát ngủ một mình luôn. Xin được cảm ơn phần hỗ trợ của Vũ Đoàn Nước Nhảy. Hay quá. Bùng nổ. Wow. Mười điểm không có nhân. Mười điểm. Hôm nay đúng nghĩa là 10 điểm không nhân nha. Rồi có rung động với bé ông nhà chúng tôi chưa? Anh ơi. Có rung lại nữa này. Đã đủ để làm vợ anh chứ. Trời ơi. Thật sự là sau cái màn vừa rồi thì em nghĩ là phải mời đi kiếm vào trong để nghỉ ngơi thôi. Em không kiểm soát được ông này nữa rồi. Sợ nhà quá. Cảm ơn một lần nữa với sự hỗ trợ em rất là nhiều. Trời ơi, dễ thương quá rồi. Trời quá, trời quá. Nhớ hứa hết